Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Nếu như mọi người đã sử dụng dòng máy PC42T của Honeywell mà mình đã tắt cái chế độ tự động calibrate giấy, là tự động máy nó tự động hiểu giấy cháy ra, thì hôm nay em xin sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình có thể là calibrate giấy bằng tay khi mà mình thay một cái khổ giấy mới nếu như mình cần. Thì mọi người hãy cùng em thao tác để thực hiện cái bước này. Thì các bước thực hiện như sau. Thì đầu tiên mình cần phải tắt nguồn máy đi. Các bạn ở phía bên hông nó có cái công tắc như thế nào mọi người? Phía bên hông này, kéo qua cho mọi người dễ nhìn ha, có công tắc ha. Mọi người tắt nguồn máy ha. Thì để calibrate máy thì trước tiên là mình tắt nguồn máy ha. Rồi, ở trên này nó có nút fit này, mọi người có thể thấy ha. Nút fit ở trên này, nút màu đỏ ở đây ha. Đấy, màu đỏ ở đây nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhấn giữ cái nút fit này. Rồi, một tay còn lại mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Mọi người nhớ là tay còn lại bật công tắc thì cùng tay này cũng phải nhấn giữ ha. Mọi người đợi giúp em lúc nào mà giấy bắt đầu chạy ra thì mình thả tay ra. Để đợi cho nó chạy ra xong thì nó chưa là máy nó sẽ hiểu cái khổ giấy mà mình đang sử dụng. Thì đây là cái bước mà mình calibrate bằng tay. Nếu như mình đã tắt cái chế độ tự động calibrate giấy rồi, thì đây là cái bước để mình calibrate sau khi mà mình đổi một cái khổ giấy khác để cho máy nó hiểu cái giấy mà mình đang sử dụng. Giấy bắt đầu chạy ra thì em thả tay ra nha. Mọi người có thể giấy nó sẽ tự động chạy ra một vài tờ để nó hiểu cái khổ giấy, nó đang đọc cái khổ giấy này. Bây giờ mình test cái hai tiền lên. Rồi. Đây, mọi người có thể thấy không? Nó chạy ra được chữ Direct Protocol. Thì coi như là cái quá trình calibrate của mình đã hoàn thành. Máy, đèn ở trên máy nó không còn chớp nữa. Này. Em nhấn nút fit này, một lần nhấn nó sẽ ra đúng một cái tờ giấy của mình. Mọi người có thể thấy không? Như bước như vậy là có quá trình lắp giấy, calibrate giấy cho cái dòng máy Honeywell PC42T đã thành công. Thì trong quá trình trước khi mà mọi người calibrate cho máy hiểu thì có một số lưu ý, cái đó là cái thao tác thực hiện ha. Còn có một số lưu ý mà trong quá trình mình sử dụng hoặc là mình calibrate thì ở đây. Lúc mà mọi người sử dụng giấy gáp hoặc giấy mắc thì mọi người giúp em đó là đảm bảo cái vị trí của cái con sensor. Đây có con cảm biến ở đây nhá, nó nằm đúng vị trí. Đây, cái vật trắng này, nó hai mũi tên nó phải nằm đúng vị trí, mình không dịch chuyển qua về ha. Nếu như mà mình sử dụng giấy để can gáp hoặc là để can điểm đế điểm đen ở dưới thì mình không di chuyển cái vị trí của cái con cảm biến đó. Nếu mà mình di chuyển thì làm cho con cảm biến nó không đọc được cái cục giấy và nó ảnh hưởng tới, nó sẽ báo lỗi đỏ ở trên máy. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách mình có thể là calibrate giấy bằng tay đối với dòng máy Honeywell PC42T. Nếu như mà mình đã tắt cái chế độ là tự động calibrate giấy rồi, thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm hoặc là mọi người cần thêm những cái thông tin về cái dòng máy này hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho xin một like và một subscribe. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.